Dạ, đau thần kinh tọa với lại thoát vị địa đệm Nhà thầy. ở đâu? Dạ ở Tân Bình gần đây mà. Rồi dạ bị bao lâu rồi? dạ bị thì lâu rồi thầy, nhưng mà nó mới đau chừng khoảng 3 tháng nay, đau nhiều. Mới dạ ra ba tháng nay phải dạ đau nhiều thầy. không? Rồi xong. Thấy thấy người nào mà thần kinh tọa mà thấy tôi gõ vậy nè, nè. Không nhúc nhích là biết rồi nè. Rồi chắc có lẽ là chị nãy giờ nghe cái chuyện mà ăn 16 8 rồi ha, Dạ bắt thưa đầu cái này thực hiện em ăn 10 ngày nay thầy. à, 10 ngày nay Dạ giỏi rồi, ăn gì thấy nhẹ không, dạ nhẹ thầy. nhẹ nhàng Dạ rồi, có hấp khí được không, dạ có thầy. rồi chườm đá được không, Dạ chưa thầy, bây giờ đá em chườm chưa. đá, dạ bây giờ chườm thêm đá, dạ mua 2 cặp được rồi. dạ Rồi uống rượu ớt được chưa, dạ có thầy, có tại uống luôn rồi ha, dạ chị bạn chứ mua giùm. dạ dạ chứ rồi cho. rồi mấy ngày nay sao rồi, Dạ thì cũng khỏe mà nó vẫn còn hai chân nó yếu thầy, đi đứng nó cũng khó, với lại nó cũng bây giờ đau. không phải bây giờ chiều nay cho tới thứ tư á, Dạ có ở lại đây để chữa bệnh được không? dạ có gì em xuống đây được không thầy, nhà em chạy xuống đây được không Được chứ, thầy? bà ở đây kia tôi đâu chứa bà, trời đất. Dạ Rồi vậy là chiều nay nữa hả bây giờ thầy? chị không có, bây giờ ra ngoài kia làm thủ tục Dạ đăng ký ngoài đó dạ ha, rồi mua đá rồi để chuẩn bị đi, dạ rồi chiều nay 1 giờ vô đây học, dạ chiều chiều nay bắt đầu làm, rồi tới ngày mai á, là sẽ chữa cho bà ngày mai với ngày mốt nữa, dạ an tâm đi, trong 2 ngày là bà ổn ổn rồi dạ nha. Nhưng 16 tháng dạ có thầy ha, dạ. chứ để trời ơi như vậy là chết rồi, bà phải làm sao bà gọn như tôi ấy chứ. Này giảm bớt rồi thầy, trước Giỏi trên 10 kg rồi giỏi thầy. rồi bây giờ xách túi xách đồ đi ra kia làm thủ tục, Dạ rồi người nào cần là tôi kêu ở lại, còn không cần là tôi mời về liền, đừng có lo, mà ở đây tôi lôi kéo. Rồi người đẹp này ở đâu? Dạ thưa thầy, ở quận 12. Quận 12 gần đây, đi bộ cũng tới. Dạ đi bộ. Dạ thưa thầy, 1 năm về trước thì em bị tai biến thầy, bị nửa thân. Rồi. Thì cũng điều trị này kia, thì hôm nay em chạy xe được rồi. Rồi chạy xe được rồi. Dạ nhưng mà khoảng 2 tháng nay thì giống như nó hơi bị yếu yếu này lại thầy. Rồi bữa thứ năm em đi xét nghiệm thì nói em bị thoái hóa cột sống cổ mà nó Rồi. lao lan ra tay. Rồi. Dạ rồi Rồi. nhiều đó. Vậy mấy cái này 16 tám rồi có thực hiện chưa? Dạ 16 tháng thì chưa, nhưng mà em có uống rượu thuốc với rượu ớt với lại hớp không khí. Rồi mua đâu vậy? Dạ nhà em tự làm, tự vì nghe thầy giới thiệu quá Anh cho giới nó thiệu thôi. được. Bây giờ hay là từ bên này uống ở đây khác liền. Dạ. À, Dạ. mời ra mua cái rượu ớt với mua đá để Dạ. mà chườm. Thì đá chườm á, thì mình chườm ở dưới ngực này ha. Dạ. Dưới là tối á, là ban ngày á nha, là ở đây dưới ở cổ. Dạ. Ha. Tối chứ về tối á, còn ban ngày thì ở đây dưới ở hai vùng bẹn Dạ. vậy thôi. Dạ. Ha. Cho nó cầm giúp giùm này. Rồi. Mở cái này cái. Rồi. Nằm xuống đi. Đó, chú ngồi yên không sao đâu. Nhà chú giờ đứng được bên này. Tội. À, thôi, tôi để cho cũng được, giữ được. Dạ. Chân nha. Trời ơi, sao mà thấy tuột vậy? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Không sao. Rồi, dễ chịu chưa? Dạ, nó nhẹ rồi. Nhẹ rồi ha. Rồi, nghe lời tôi dặn cái nữa. Hồi nãy giờ tôi nói rồi ha. Dạ. 1 tháng sau, dòng lại đi tái khám. Dạ. Ha, bây giờ ra ngoài kia mua rượu ớt với đá, chồm giùm tôi đi. Dạ. Rồi 1 tháng sau, dòng ra đây tái khám cũng giờ dạ, thứ hai tám giờ rưỡi dạ. À, cái bệnh không cần chữa, tại vì uống đúng như tôi nói á, thì trong vòng tháng sau là về có khi hết bệnh rồi. Dạ. Rồi nghe lời thêm tiếp cái nữa, tuần lễ đầu bây giờ đừng có dùng cái rượu ở nhà, uống rượu đây. Dạ. Nhưng mà uống rượu đây phải thận trọng nha. Dạ. Thành ra là uống ban đầu á, một ngày tuần lễ đầu mà uống 1 muỗng với sữa chua đó mà thấy ok dạ. thì tăng liều lên cho tôi 2 muỗng. Được chưa? Ở nhà em muốn muốn 2 muỗng đó thầy. Là 2 muỗng, Nhà nào không là không hai cái nhà nó khác. Dạ. Uống này là sẽ biết liền. Dạ. À, thì uống 2 muỗng, rồi sau đó không có lên 3 muỗng đâu nha, dạ. 2 muỗng thôi. Rồi sau đó là cắt kết bạn Zalo rồi phải không?
Dạ chưa. Chưa dạ, dạ, dạ. Về kết bạn đi. Dạ, dạ. Rồi có gì thắc mắc hỏi trên đó không cần gì hết á. Dạ. Nhớ là cứ nhắn tin với đọc thoại nha chứ đừng có gọi tôi không nghe dạ, nha. Dạ dạ. Rồi ok. Dạ, dạ. Rồi lên đường. Dạ rồi cảm ơn thầy. Rồi xách đồ về. Cô đau của bên thôi. Ừ. Mà lâu lâu chưa? Dạ lâu rồi. Giờ nó có cái cục gì thắng cái. Cục gì? Thì giờ nó cận cộm. Ở đây hăng. Dạ. Rồi. Nó hơi bị chèn cái cột sống lưng của chị L4, L5 mà nó bị chèn mà chèn chèn qua bên đây. Rồi. Rồi vậy thôi, vậy đi lại bình thường cái gì? Dạ. Rồi nhà ở đâu? Dạ Long An. Ở Long An. Dạ. Rồi. Hồi nãy nghe tôi nói chưa? Dạ nghe. 16-8 hút không khí chồm đá. Dạ. Còn cái chồm đá của chị á là chồm ở thắt lưng, nghe thắt lưng nha, nó đau thì kệ nó. Dạ. Ha. Rồi chị chồm cho tôi gan dưới cái thắt lưng. Còn ban ngày á, còn tối á, đi ngủ là chồm cái gan dưới cổ của tôi. Dạ. Được không? Dạ được. Được rồi. Cho bên này nằm xuống. Nằm xuống. Lần này đã cầm cái lịch lâu lâu ngay chút. Rồi. Không có đâu cái này bàn lại cái lưng không? Rồi đứng dậy đi. Bây giờ coi lại cái lưng của nó khác chưa? Dạ khác rồi. Nghe nhẹ chưa? Dạ. Êm rồi ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ nghe lời tôi. Bây giờ ra ngoài kia mua đá với mua rượu ớt đi. Dạ. Ha. Rồi về uống cho tôi. Một tháng sau dòng ra đây. Dạ. Bye bye. Hey à. Rồi. Mất ngủ này. Mất ngủ. Dạ mất ngủ này mấy chục năm luôn. Mấy chục năm rồi đã vậy. Đêm ngủ chừng tiếng hai tiếng. À vậy hả? Rồi nó đau cái xương gù đít. Đau xương gù đít. Dạ. Nó nhức kìa. Trước thì sớm mà không ngon. Ngon. Rồi nhà ở đâu? Nhà ở Long An. Nhà Long An. À, nguyên cái băng Long An rồi phải không? Rồi được rồi, yên tâm. Ông này ở Long An ở đâu? Ông ở miền ngoài. Ông ở đâu? Rồi ngồi xuống chút xíu tới ông. Bà này phải xác nhận ông rồi. Đi lượt, đi lượt. À, đi lượt hả? Rồi, ngồi đó. Chút xíu tính. Rồi. Rồi, chủ yếu là mất ngủ thôi gì? Mất ngủ với là đau cái cục. Đau đó thôi. Rồi, được rồi. Là hả? Nãy là bà cùng phe dưới cái bên kia đó hả? Dạ, dạ. Bà okay. Xui, bà xui. Đó. Bà xui hả? Rồi bà nghe tôi nói nha. Ủa cái này là má của em phải không? Rồi, tôi nói để mà nhớ nha. Thì hồi nãy giờ tôi nói sao thì làm y chang vậy ha, nhìn ăn hút khí chồm đá, chồm đá ha, nhưng mà riêng bà là chồm đá ở cái gan dưới cái cổ cô gái ha, để cho máu nó lên ha. Rồi rượu ớt á thì uống rượu ớt á thì uống buổi trưa và buổi chiều, nghe rõ chưa? Mà nếu trưa với chiều á mà uống vô á mà thấy êm không có chuyện gì hết á thì tối trước khi đi ngủ, lắng nghe cho kỹ nha, làm ly nước nóng vậy nè, múc cho tôi muỗng cà phê rượu ớt bỏ vô đánh uống vô một cái ha. Rồi có gì hàng tuần báo cáo cho tôi nha, mà đừng có gọi điện thoại nha, giờ tôi nhiều quá tôi nghe không được, nhắn tin đâu á hoặc là nhắn tin thoại nha, rồi tôi sẽ trả lời cho. Rồi một tháng sau dòng đó lại tái khám được chưa? Rồi hở ra ngoài kia mua rượu với mua rượu ớt với đá giùm tôi nha. Rồi nằm xuống đi, vì cái này mấy cái trường hợp này không cần ở đây đâu. Rồi ngồi dậy. Rồi, bây giờ có cái lưng sao rồi? Cái lưng thì không có đau mà đau cục xương gu. Không có, bây giờ đỡ chứ? Dạ, đỡ khỏe. Nghe khỏe rồi không? Dạ. Khỏe thôi. Ở nhà có uống rượu ớt nay cả 2-3 tuần. Rồi, dạ. Vậy đi ha. Rồi, ok. Dạ, tôi nhớ đó. Được rồi. Rồi, bây giờ là cô khám cho con này. À, giờ lên đây, lên đây. Ây da. Rồi. Rồi hai má con
Dạ, con làm gì? Con bị rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình? Dạ, nằm xuống nó quay dữ lắm thầy. Rồi, nó quay dữ lắm. Rồi dạ, sao nữa? Rồi cái tim nó đập quá trời luôn. Rồi, tim đập lộn xộn. Dạ, đập lộn xộn. Hôm nay con ngồi không á. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi, cái nằm lâu nó hơi nhức lưng. Nhức lưng, được rồi. Nè, nói nghe là tôi nói. Dạ. Hồi nãy giờ tôi nói gì nghe biết rồi ha? Dạ, biết. Bây giờ bắt đầu theo trường phái không ăn buổi sáng. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi, thực hiện cho đúng. Còn nếu không nhớ đi mua cũng hôm nay cho tôi. Dạ. Nè. Dạ. Rồi, trường hợp của em á, dạ, là cũng thực hiện những cái điều này như tôi nói. Dạ. Và cái rượu ớt á, là cũng một muỗng, rồi sau đó muỗng được thì tăng liều lên 2 muỗng. Dạ. Riêng cái rối loạn tiền đình á, dạ, thì nó dùng nó tới 2 tới 3 tháng thì nó hết sạch rồi. Dạ. Không cần cái tác động gì hết. Ôi, con nghe mừng quá. Không có mừng đâu. Tại vì về tuần lễ sau là hết rồi. Cứ uống đúng cái rượu ớt như tôi đã hướng dẫn. Bắt đầu 1 muỗng, sau tăng lên 2 muỗng. Dạ. Nè. Dạ. Rồi dưới đau gì? Dạ, nằm đau đau cái lưng. Rồi đau lưng nằm xuống đi. Tôi xử con, cho đi về. Con nằm hơi khó khăn chống mặt như thầy. Để từ từ nha thầy. Cho nó chơi chống mặt cái đi. Để con nằm từ từ nha, nó quay. Rồi bỏ kiếng, bỏ đồ ra đi. Nó quay dữ lắm. Biết, cho nó quay. Là thả mềm cổ. Dạ, nó quay thầy ơi. Nó quay. Quay tôi quýnh vô cái quay. Hết quay chưa? Dạ hết rồi thầy. Ê, ngồi bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ. Ui cha. Ui cha. Rồi. Bây giờ coi hết trong mặt chưa? Dạ hết rồi thầy. Hết rồi. Dạ. Hay quá. Rồi, để tôi dặn cho cái cách. Mà tôi dặn xong là mọi người học cái cách đó nha. Dạ. Khi mình nằm xuống rồi nè, cái mình để cái tay này bịt cái lỗ tay, mình nằm xuống mình nghiêng nè, vỗ, mà vỗ được cái vỗ tay vỗ đây nè, ha, như nãy tôi làm á, rồi nằm nghiêng đây, vỗ ở đây. Khi nào ai mà bị rối loạn tiền đình thì mình vỗ đó, sàng quan cái mình làm 3 lần hết, nhưng mà không hết luôn, phải về uống rượu ớt. Dạ. Thì nó sẽ hết nặng. Dạ. Rồi bây giờ lưng nghe sao rồi? Dạ nghe nhẹ thầy. Dạ, nãy nó quay dữ lắm, con bước lên đây là nó quay, con không chán chán luôn á. À, bây giờ hết chán chán rồi. Dạ hết rồi. Thôi đi về đi. Nhớ nha. Dạ. Rồi mua, em cũng phải mua. Dạ, mua 2 cặp đá. Dạ. 1 cặp chờ mới gan, chờ mới cổ cho tôi. Dạ. Lý do tại sao mà nó bị rối loạn tiền đình? Dạ. Tại vì á, cái cổ mình có 2 cái động mạch cổ nè. Hai cái đồng này là 2 động mạch cảnh này nha. Yeah. Ở bên đây có 2 động mạch cổ nè. Thì nó bị sơ vữa. Yeah. Cho nên tại sao mình uống rớt, tôi bị mắc uống tới 2-3 tháng. Yeah. Để cho nó hết cái sơ vữa đó. Yeah. À, cái thứ hai là khi mình chườm đá nó sẽ làm cho hết cái sơ vữa luôn. Hỗ trợ nó, vừa cái gan vừa cái này. Yeah. Thì trong vòng 3 tháng là hết rồi, không cần lại đây nữa. Dạ, cảm ơn thầy. Được chưa? Bây giờ tỉnh táo rồi ha. Dạ, khỏe. Rồi, chạy đi. Dạ. Rồi, không, ông kia lên đây. Ông kia lên. Bà đi chi bài sáng bà? Đi đó ở Đức Trọng mà xe đi. À, Đức Trọng, bà sáng gọi tôi hả? Thì tài tưởng là trong đây có người trực á. Ôi, tôi người trực. À. Mà ai gọi tôi, bà gọi? Rồi rau cải đâu? Ngoài á. Đem qua đi. Tại đồ nhà không mà, đi vườn á. Đó là rau cho thầy á. Thì ăn thì huynh đệ chia nhau làm gì làm. Rồi thằng bè thì sao đây? Đó, tôi sáng tôi chờ riết đi có rau ăn đây. Rau vườn không ạ? Rau vườn hả? Rồi giỏi. Rồi bây giờ bị làm sao? Thì tay nè, mình nhức đây nè. Rồi, nhức 2 ngón này thôi? Không, nguyên 2 bàn luôn, về đây nè. Nhức cái này nhức luôn? À, mà còn tập dữ lắm á. Rồi, mà tập dữ lắm, mà nó bị nhức vậy nè. Lâu lâu giờ bị vậy đó, nhưng bữa nay nó bị nhiều. Ừ. Cả 2 cái đầu gối luôn. Rồi, bao lâu rồi? Chắc cũng lâu rồi á. Lâu là bao lâu? Mấy năm rồi. Mấy? Còn xài được. Hey, 10 mấy năm rồi. Bây giờ bà nghe tôi nói rõ 1 câu bà trả lời thôi. Ăn 10 ngày rồi. Ăn 10 ngày rồi phải không? Rồi, giỏi. Bây giờ vậy nè.
sáng ngủ dậy nghe hai cái bàn tay này cứng không? Đâu mấy cái này nè. Cứng. Đúng rồi, à. Đó rồi. Nhưng mà tập dữ lắm đó. Ừ, có vậy thôi. Ra ngoài kia nói đừng cho mượn chiếc nhẫn. Nói mượn chiếc nhẫn. Có thấy rồi. Có thấy chưa? Thôi Phan, thôi, về đây ba đã biết rồi. Một chút xíu ra ngoài kia, mua cho tôi chiếc nhẫn. Về bắt đầu tập. Trời. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là khi mà tập cái đó rồi, cái thứ hai là làm đá chườm mấy gan. Rồi, chườm mấy cổ. Được chưa? Rồi khi ngủ á, là lấy cái tay này nè, đặt vô chỗ đá nóng á. Được chưa? Rồi, cũng như mấy người kia ăn uống vậy, giờ uống rượu ớt cho tôi. Được không? Vậy thôi à? Vậy thôi. Rồi thôi đi về. Vậy thôi. Viêm đã khớp dạng thấp là uống cái rượu ớt hết rồi, không cần đâu. Nó ở đây chi? Bà ở đây chật nhà tôi. Ây da da. Trước tôi có tư vấn rồi mà tôi quen đó, lỗ tai tôi biết lắm, nặng à. Rồi sao nữa? Nặng tai. Nhà ở đâu? Nhà ở Quảng Nam. Ở Quảng Nam. Rồi chỉ có lỗ tai thôi gì? Tai nó hơi trạng cái này. Ừ. Rồi bây giờ nếu như mà cái lỗ tai á thì chỉ có cách là phải ở lại đây mấy hôm thôi. Có ở được không? Dạ được. Rồi ở được thì ở đây ra ngoài kia làm thủ tục, một giờ có mặt ở đây. Hôm trước có làm thủ tục rồi nhưng mà có cái hôm thầy quay làm lỗ tai. Có nghĩa là làm quen thầy chỉ cứ làm có ái không, thôi làm đại nhưng mà thầy. Bà này bà học rồi nào? Tương giờ rồi. Bây giờ có gì đâu, bây giờ bà chịu khó bà ở đây vài hôm đi. Bây giờ bà không phải trả đồng nào nữa hết. Bây giờ bà cứ việc bà một giờ bà lại đây, rồi bắt đầu là tôi làm lời hướng dẫn làm lại cái bông máu, rồi sáng nay rồi thầy làm cho bà gái được không? Tôi tìm mua vé xe. Cái gì? Mua vé xe về Đà Nẵng. Có nghĩa là bữa nay là về rồi. Bữa nay sẽ về, mua vé xe rồi. Giờ muốn thầy dỗ cho cái thì về. Thầy giữ cái lỗ tai nhưng có nặng. Biết nặng quá thì không nghe được. Rồi thôi đứng dậy. Rồi bỏ cái này ra. Rồi bà gì? Bà uống đồ rượu ớt rồi chưa? Ăn 6 tháng, ăn 6 được tháng rồi. Được rồi, được rồi. Cũng rồi tháng 3. Được rồi, ok. Đại lũ hay nè. Tức là thiếu cái làm lỗ tai đúng không? Lỗ tai ạ. Được rồi. Không có, phải có. Kéo mới được. Rồi xong rồi. Rồi em về lên đi. Thiện tay, thiện tay. Ngồi đây. Rồi, bị sao? Bị đầu hai vào gối. Hai đầu gối? Hai gối, chân đây, tự nhiên chân lớn, chân nhỏ, chân đây. Giờ nó lỏng quá, đi yếu quá mà. Chân này nó, chân này giờ đâu đầu gối đây. Ừ. Thì nó lâu quá, chừng này yếu mà bữa trước là bị đột quỵ. Bị đột quỵ nó tê liệt cái này, giờ uống thuốc nó cũng bớt, giờ như là tê chân đây, tê đây. Rồi. Tay đây cũng còn tê tay, tê chân. Đi không được, đi yếu lắm. Ông không phải bị đột quỵ đâu, ông bị rối loạn tuần hoàn não thoáng qua thôi. Ông mà đột quỵ ông đâu còn ngồi đây nói chuyện reo rẻo vậy. Bữa tơ liệt thì bệnh viện trở lại cấp cứu mấy ngày mấy đêm này hết. Ừ. Ba ngày mấy đêm này hết, nhưng mà bữa nay nó tơ. Biết bữa rồi. Trước nó tơ, từ bữa đó tới bữa nay nó dị ứng. Được rồi, được tơ. Rồi. Tơ chứ đi khám bệnh viện kêu vòng cũng có xoay thận nữa. Ừ. Cao huyết áp, xoay thận. Ừ. Hoặc là viêm khớp dạng thấp. Sao bệnh nhiều quá không biết nữa, hầu kia không bệnh mà bây giờ bệnh quá. Thì bây giờ rồi, nó rộ lên. Sao bây giờ nó đủ bệnh 5-6 bệnh lần luôn, hồi kia thì trẻ không bệnh, già có tuổi bệnh quá bệnh trừng luôn. Cao huyết áp, viêm thấp dạng khớp. Ừ. Rồi lại là xoáy thận. Ừ. Rồi là
là suy não, cái kiểu như là đột quỵ á, là chảy máu não bên này nhưng máu loãng, là nó làm cho tơ lược tay chân này hết. Sau bệnh viện cũng phục vụ giúp dùm con cái chân ở đằng tơ đó. Rồi được rồi. Dạ, dạ. Bây giờ ông nghe tôi, bây giờ ông ở đâu tới? Ở con tâm ông vô đây. Thì... Con tâm vô. Dạ. Rồi ở lại đây. Ông là phải ở lại đây rồi. Nghe không? Tại vì của ông là nói là đột quỵ là không đúng. Dạ. Của ông là nếu mà đột quỵ là ông không có nói được như vậy đâu. Tại vì mọi người biết ông này bị nửa người bên phải, thì nó tổn thương bán cầu não trái, thì ngay cái trung tâm mà ngôn ngữ ông á, ông sẽ không bao giờ nói được như vậy. Cho nên bệnh ông nhẹ thôi, nhưng mà bắt buộc phải ở lại đây để điều chỉnh. Con xin ở trong chùa bên quận 12 mà, thầy nói thầy cho ở bên chùa. Thì ông ở đâu kệ ông, dạ, chứ tôi sao biết được. Dạ, dạ. Ông ở đây thì ông chữa cho ổn rồi ông về thôi. Dạ, dạ. Sáng thì giường tới đây. Bây giờ ông ra kia làm thủ tục. Dạ. Một giờ. Dạ. Là vô đây bắt đầu học rồi. Dạ, dạ. Rồi chút xíu rồi mua uống rồi rượu ớt để trưa nay con muốn luôn. Ok, lên đường ra kia làm thủ tục. Ông bắt buộc cái này đó rồi, trường hợp ông nhẹ thôi không có gì đâu.